Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 là một hoạt động dành cho các em học sinh sinh viên và cả người khiếm thị trên toàn quốc, với mục đích khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho thế hệ trẻ, nhất là các thanh thiếu niên, học sinh và nhi đồng. Cuộc thi cũng là dịp để những người yêu mến sách trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường và cộng đồng, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho mọi người, mọi nhà. Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động tổ chức. Đây là một trong những hoạt động triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017. Cuộc thi đã thu hút hơn 1 triệu học sinh, sinh viên từ gần 5.400 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, học viện. Trong đó có cả những em khiếm thị và khuyết tật tham gia. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần, tình yêu đọc sách và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đối với các em học sinh, sinh viên, giúp cho các em thêm sáng tạo, yêu quý và trân trọng sách. Nhiều câu chuyện cảm động đã được chia sẻ, nhiều tác phẩm có giá trị khoa học và giá trị nghệ thuật được lan tỏa đến giới cộng đồng. Các câu chuyện và bài thơ khuyến đọc đã được sáng tác, khẳng định vai trò của sách báo và văn hóa đọc. Các kế hoạch được xây dựng cụ thể, trong đó có kế hoạch mang tính nhân văn như dự án làm sách nói và sách chữ nổi cho người khiếm thị. Cuộc thi được tổ chức với hai vòng thi như vòng sơ khảo tại các địa phương và trường đại học, học viện, vòng chung kết và trao giải được tổ chức tại Hà Nội. Các em học sinh sinh viên tham gia cuộc thi sẽ được lựa chọn các câu hỏi về chia sẻ cuốn sách yêu thích, phương pháp đọc sách hiệu quả hay sáng tác tác phẩm, viết tiếp lời cho một câu chuyện, hoặc đề ra kế hoạch và biện pháp khuyến đọc và trình bày bài dự thi theo một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Anh Việt. Hầu hết những quyển sách và tác phẩm được các em chia sẻ có nội dung về học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm kinh điển, văn học trong nhà trường, các câu chuyện cổ tích, tấm gương nghị lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tình thầy trò, tình cảm với người thân trong gia đình và các mối quan hệ xã hội, vân vân. Với nhiều ý tưởng hay, độc đáo, mới lạ và mô hình rất kỳ công, tranh minh họa sôi động, đẹp mắt, công phu, và nhiều bài viết ghi lại những cảm nhận sâu sắc của các em học sinh, sinh viên, tạo sự xúc động và hiệu ứng mạnh đối với người đọc. Có thể nói, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 đã thực sự là một sân chơi bổ ích cho học sinh và sinh viên trên cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh sinh viên, đáp ứng nhu cầu đọc sách trong nhà trường và cộng đồng. Trong chương mục Giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn, các em học sinh sinh viên, đặc biệt là các em học sinh cấp tiểu học, quyển sách trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 với nhan đề Vitamin dành cho tâm hồn, của nhiều tác giả, do tiến sĩ Vũ Dương Thúy Nga chủ biên và nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành. Quyển sách Vitamin dành cho tâm hồn nói về những bài dự thi xuất sắc của các em học sinh cấp tiểu học trên toàn quốc, đã xuất sắc từ ý tưởng, từ cách chọn quyển sách để chia sẻ hay sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách và viết tiếp lời cho câu chuyện đã đọc, hoặc xây dựng kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn cùng mọi người đọc sách nhiều hơn. Nội dung các bài dự thi có tính sáng tạo và lôi cuốn người đọc, thể hiện niềm say mê đọc sách của các em học sinh cấp tiểu học. Ngoài ra, quyển sách Vitamin dành cho tâm hồn còn có nhiều hình ảnh cảm xúc về cuộc sống giữa đời thường. Quyển sách Vitamin dành cho tâm hồn gồm có 5 phần như sau. Phần 1, chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích,
hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của em. Phần 2, viết tiếp lời cho câu chuyện đã đọc. Phần 3, sáng tác. Phần 4, kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn. Phần 5, gallery cảm xúc. Sách dày 194 trang, khổ 22 x 19 cm, cho nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành. Trân trọng giới thiệu đến quý vị, các bạn, các em học sinh sinh viên, đặc biệt là các em học sinh cấp tiểu học, quyển sách Vitamin dành cho tâm hồn. Mẹ tầng con buồn say.